Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình. Áp lực nước hiện tại rất mạnh, để đảm bảo an toàn, anh đại công đã cho chiếc xe lai nhìn lại các bạn. Anh tài công nên cho chiếc xe nhìn lại để giữ độ an toàn, vì lúc này là áp lực nước cản rất là mạnh luôn. Anh đã công được khi xe lan di chuyển vào vô cống lần thứ hai các bạn.
Trong 2 lần đầu tiên thì chiếc xà lan này không thể thoát ra khỏi cửa cống. Và bây giờ Lam Đại Công điều khiển xà lan tiến vào cửa cống lần thứ 3. Lúc ban đầu thì mình cứ tưởng là chiếc ghe này có thể dễ dàng thoát ra khỏi cửa cống, nhưng thực tế thì ngược lại với cái suy nghĩ của mình như vậy. Anh Tài Công điều khiển chiếc ghe di chuyển vào cái cống lần thứ 2 như vậy.